Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự ngày 29 tháng 8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia hấp dẫn đầu tư nước ngoài thứ hai trong khối ASEAN. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đạt giải thưởng quốc tế cao quý về chương trình thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này người dân trong nước đang sống trong không khí kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cùng với không khí này, nhiều đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Tại Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh. Đông đảo các quan khách từ Bộ Ngoại giao Nga, Duma Quốc gia Nga cùng đại diện đại sứ quán các nước đã tới tham dự. Tại buổi lễ này, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov đã chia sẻ niềm vui về những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được, đồng thời khẳng định truyền thống hữu nghị, sự hiểu biết tin cậy và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước đang ngày càng được củng cố. Chiều cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cũng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh, đến dự có đại diện Văn phòng Quốc hội và một số bộ ngành tổ chức của Na Uy. Còn tại Quảng Châu, Trung Quốc, tối 28 tháng 8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại đây cũng đã long trọng tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh. Tới dự có đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền nhân dân các thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Đông cùng đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh, doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn. Trước đó, tối 28 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể đoàn ngoại giao nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại buổi chiêu đãi, Thủ tướng đã gửi lời cảm ơn tới chính phủ và nhân dân các nước, các đối tác và bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu và sự hợp tác có hiệu quả trong suốt thời gian qua. Thủ tướng khẳng định, mặc dù tình hình chính trị, an ninh quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng việc đối thoại, hợp tác, tôn trọng lợi ích của nhau trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung là nền tảng, phương cách căn bản và hiệu quả nhất để gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển cho tất cả các nước. Với tinh thần đó, Việt Nam luôn làm hết sức mình đóng góp tích cực và trách nhiệm vào các vấn đề an ninh, phát triển chung của khu vực và thế giới. 69 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng là thời điểm 45 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, một cuộc triển lãm với chủ đề là 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức. Triển lãm trưng bày gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật quan trọng liên quan đến di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của người viết trong suốt 4 năm là một văn kiện lịch sử đặc biệt. Ngay sau khi công bố, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành những định hướng chiến lược cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, triển lãm cũng trưng bày các tài liệu hiện vật giới thiệu những thành tựu 45 năm thực hiện theo di chúc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện những di nguyện của người, để lại cùng phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp của cách mạng thế giới. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ nay đến hết tháng 10. Không phải tự nhiên mà chúng ta luôn coi di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện đặc biệt. Trong đó hàm chứa tư tưởng, mong muốn của người về đất nước, về dân tộc. Bản di chúc còn cho chúng ta thấy những điều người mong muốn các thế hệ sau phải quyết tâm thực hiện và gìn giữ để đưa Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh. Đây là những nội dung quan trọng được các nhà nghiên cứu đưa ra tại một cuộc hội thảo khoa học 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 29 tháng 8. Chiến lược trồng người là một vấn đề lớn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Trong di chúc để lại, người đặc biệt nhấn mạnh tới việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Trong suốt chặng đường mình, Hồ Chí Minh không chỉ
nói về tuổi trẻ mà Hồ Chí Minh vun đắp bằng những điều nhỏ nhất, những hành động nhỏ nhất, những suy nghĩ của người của thế hệ trẻ, nó thấm vào những câu chuyện đời thường, những trăn trở đời thường và đặc biệt là cuối đời, người rất quan tâm đến vấn đề kế tục của thế hệ trẻ. Nên thấu hiểu cái tính phát triển không ngừng của cách mạng và cái sự hữu hạn của kiểu người thì Hồ Chí Minh rất chú trọng đến vai trò của thanh niên, vì họ là người kế tục sự nghiệp của cha anh và người họ lại là cái cầu nối để dìu dắt lớp đàn em tiếp theo. Chính vì vậy nên vai trò của thanh niên trong tư tưởng Hồ Chí Minh là rất quan trọng. Gần 50 tham luận tại hội thảo đã làm sáng tỏ những giá trị của di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiều vấn đề lớn, về Đảng, đoàn kết, về nhân dân lao động, về việc xây dựng con người Việt Nam mới. 45 năm đã qua, nhưng những lời dạy trong di chúc của Người đã cho thấy tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của những nội dung tư tưởng trong bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam cho tới ngày nay. Chúng tôi gọi di chúc là một bản cương lĩnh cải tạo, xây dựng, đổi mới và chấn hưng dân tộc sau khi đất nước được thống nhất. Thì những cái điều căn dặn đó là có lẽ giá trị vĩnh bền. Và vì thế cho nên cái mà trường tồn với dân tộc chúng ta đó chính là những giá trị nhân văn cao cả. Những điều dặn là tưởng chừng rất nhỏ nhưng mà trở nên thiêng liêng. Nó đi vào đời sống tâm linh của người Việt Nam chúng ta và thực hiện tốt di chúc của Bác Hồ, tức là chúng ta thực hiện đến những điều cao cả và những cái giá trị con người và để làm người. Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air đã bắt đầu bay thử nghiệm bằng buồng lái giả định. Thời gian bay thử nghiệm sẽ diễn ra trong vòng một tuần, từ nay cho đến mùng 3 tháng 9. Đây là bước thử nghiệm quan trọng để lập phương án về đường bay, phương thức bay và tiến hành bay thử nghiệm thực tế. Việc bay thử nghiệm đường bay thẳng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh qua lãnh thổ Lào và Campuchia sẽ được thực hiện tại hệ thống buồng lái giả định cho các loại máy bay là Airbus 320, 321 và Boeing 777. Theo Cục Hàng không Việt Nam, kết quả bay thử nghiệm này chính xác tới 99%. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Vietnam Airlines và Vietjet Air hoàn thiện hồ sơ lập kế hoạch bay và báo cáo kết quả bay thử nghiệm, tiến hành phân tích, đánh giá về chi phí, lợi ích của các đường bay và tiến hành so sánh với đường bay hiện đang sử dụng, hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả về Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 5 tháng 9. Theo tính toán của các chuyên gia, thì việc bay thẳng sẽ tiết kiệm được một thời gian bay và đồng nghĩa với việc đó là nhiên liệu cũng sẽ được tiết kiệm, giúp các hãng hàng không tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ phải nộp một khoản phí khi bay qua không phận của Lào và Campuchia. Vậy cái nào có lợi hơn sẽ được đưa ra sau khi kết thúc thời gian bay thử nghiệm bằng hệ thống buồng lái giả định. Còn bây giờ sẽ là thông tin mà người dân trong nước rất chú ý. Đó là từ 12 giờ trưa ngày 29 tháng 8, giá xăng dầu bán lẻ tiếp tục giảm thêm 160 đến 470 đồng một lít. Như vậy là trong vòng một tháng qua, thị trường xăng dầu ở Việt Nam đã có tới 4 lần giảm giá. Trong đó thì xăng A92 giảm nhiều nhất là 470 đồng một lít, giúp giá bán lẻ giảm xuống còn 23.840 đồng một lít. Dầu diesel giảm 160 đồng một lít xuống còn 21.030 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 180 đồng một lít xuống còn 22.070 đồng một lít. Như vậy trong 2 tháng qua, xăng đã giảm tổng cộng là 1.900 đồng một lít. Mức giảm này nhiều hơn so với tổng mức tăng của 5 lần trước
là 1.450 đồng một lít. Cũng trong ngày hôm nay 29 tháng 8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng là đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực này. Theo đó, so với trước đây thì bộ thủ tục hành chính về đất đai đã giảm nhiều thủ tục cả đối với nơi đã và chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai một cấp, đồng thời bãi bỏ nhiều thủ tục hoặc là công việc không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện nhiều loại thủ tục từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước. Việc ban hành bộ thủ tục hành chính này là một trong những nỗ lực của ngành Tài nguyên Môi trường trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng đến minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Còn đối với lĩnh vực thuế, từ ngày 1 tháng 9 tới đây, hơn 200 giờ nộp thuế một năm sẽ được giảm xuống cho người dân và doanh nghiệp. Đây là kết quả của hàng loạt động thái cắt giảm thủ tục về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân được quy định trong thông tư 119 vừa được Bộ Tài chính ban hành. Đó là chưa kể đến hàng loạt các thủ tục thuế được loại bỏ hoàn toàn để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình cắt giảm thời gian cải cách hành chính, thủ tục thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục trình Chính phủ sửa đổi các nghị định và cao hơn nữa là kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi các luật thuế để tiếp tục cắt giảm hơn nữa số giờ nộp thuế của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015, số giờ nộp thuế còn 171 giờ một năm, đạt mức bình quân trong khu vực ASEAN, nâng cao xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn quy định và hướng dẫn của thông tư 119 trên trang web của Bộ Tài chính có địa chỉ là www.mof.gov.vn. Những bước tiến trong cải cách hành chính cũng như là việc tạo thông thoáng trong thủ tục thuế cùng nhiều điều kiện thuận lợi khác đang giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư ngoài nước. Và trong báo cáo triển vọng kinh doanh ASEAN năm 2015 do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Singapore vừa công bố, thì Việt Nam là điểm đến hấp dẫn thứ hai ở ASEAN đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi nói về tiềm năng mở rộng đầu tư và kinh doanh. Báo cáo triển vọng kinh doanh ASEAN 2015 nêu rõ một số yếu tố được cho là điểm mạnh của Việt Nam với các doanh nghiệp Hoa Kỳ như thái độ thân thiện với các nhà đầu tư, nguồn lao động rẻ, dồi dào và an ninh đảm bảo. Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam là điểm đến được các doanh nghiệp Hoa Kỳ lựa chọn nhiều nhất trong xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư từ Trung Quốc về ASEAN trong năm 2014 với 27%, tăng 5% so với năm 2013. Về tiến trình hội nhập chung của khu vực ASEAN, đa số các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều nhận thức rõ tầm quan trọng của tiến trình này và đã hoạch định chiến lược dựa trên những mục tiêu của cộng đồng kinh tế ASEAN. Đa số các doanh nghiệp được hỏi, chiếm tới hơn 81% nói rằng sự hội nhập của ASEAN có tầm quan trọng đối với tình hình đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp tại khu vực. Tỷ lệ này tăng 4% so với năm ngoái, cho thấy lãnh đạo tập đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực các nhà hoạch định chính sách ở ASEAN. Báo cáo triển vọng kinh doanh ASEAN 2015 được tiến hành qua việc lấy ý kiến của 588 đại diện quản lý các tập đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ có mặt tại 10 nước ASEAN. Báo cáo một lần nữa khẳng định niềm tin của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào triển vọng phát triển kinh doanh tại ASEAN, một khu vực phát triển năng động của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, gần đây có thông tin cho rằng là khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đang chuẩn bị tuyển khoảng 10.000 lao động phổ thông từ nước ngoài, chủ yếu là lao động từ Trung Quốc. Trong khi đó, ở trong nước, nhiều người vẫn đang thiếu việc làm. Để làm rõ thông tin này thì đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trả lời các nhà báo trong cuộc họp báo sau phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ. Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết là nhu cầu tuyển 10.000 lao động tại khu công nghiệp Vũng Áng là có thật và để đáp ứng nhu cầu hoàn thành việc xây lắp của 29 nhà thầu. Tuy nhiên, trong số 10.000 lao động này chỉ cần khoảng 20% là lao động nước ngoài và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kiểm soát chặt chẽ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin và hiện tại chúng tôi mới cập nhật được là ngày hôm nay 29 tháng 8, Ủy ban Nghiên cứu Tiền lương Cơ bản của Đài Loan, Trung Quốc đã tổ chức họp báo và họp về vấn đề tăng lương cơ bản cho người lao động. Trong đó bao gồm cả người lao động ngoài nước tại Đài Loan. Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc thì cuộc họp đã nhất trí thông qua việc tăng lương cơ bản cho người lao động. Cụ thể, lương cơ bản sẽ được tăng từ 19.273 Đài tệ một tháng, tương đương với là 13 triệu
491.000 đồng Việt Nam lên khoảng 20.008 đài tệ, tương đương với 15.405.000 đồng Việt Nam. Mức tiền lương theo giờ tăng là từ 115 lên 120 đài tệ một giờ, tương ứng tăng từ 80.000 đồng Việt Nam lên 84.000 đồng Việt Nam. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho lao động xuất khẩu của Việt Nam. Hiện có khoảng 135.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan, chiếm khoảng 25% tổng lao động nước ngoài tại Đài Loan. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vai trò của truyền thông trong phòng chống lụt bão. Đoàn làm phim Thái Lan làm phim về ẩm thực tại Việt Nam. Hai ngày qua, thời tiết miền Bắc khá xấu và mưa to trên diện rộng đã diễn ra tại nhiều địa phương. Tối ngày 28 tháng 8 tại Quảng Ninh, mưa to có lốc và sóng lớn đã khiến cho một tàu du lịch đang neo đậu tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy bị chìm. Theo báo cáo của Cảng vụ Đường thủy Nội địa Quảng Ninh, tàu du lịch Bình Minh mang số hiệu là QN2287 bị chìm vào khoảng 21 giờ tối qua. Mưa to, sóng lớn, nước tràn vào trong đã khiến tàu bị chìm. Do tàu về cảng neo đậu tránh trá chú bão nên không có thiệt hại nào về người. Cũng trong tối qua, mưa to và sóng lớn đã khiến cho 3 tàu ngủ đêm mang số hiệu là QN7777, QN3266 và QN8188 không thể cập cảng đưa khách lên bờ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều tàu quân sự đến hỗ trợ việc di chuyển 78 khách du lịch nước ngoài lên bờ an toàn, đồng thời lai dắt 3 tàu du lịch này đến nơi tránh chú bão an toàn. Để sẵn sàng cho công tác cứu hộ cứu nạn nếu xảy ra sự cố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 2 tàu quân sự túc trực tại khu vực Hòn Gà Chọi và cảng tàu du lịch Bãi Cháy. Trước những thay đổi bất thường về thời tiết thời gian gần đây thì công tác dự báo là vô cùng quan trọng. Với những nỗ lực của mình, Đài Truyền hình Việt Nam đã xây dựng một hệ thống bản tin dự báo thời tiết phát sóng liên tục trên nhiều kênh truyền hình và những nỗ lực này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vào ngày 27 tháng 8 thì cộng đồng khí tượng châu Âu đã chính thức công bố giải thưởng dự báo thời tiết truyền hình năm 2014 và tác phẩm bản tin khẩn cấp về cơn bão Haiyan sắp đổ bộ vào Việt Nam của biên tập viên Trần Thảo Linh thuộc Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai Đài Truyền hình Việt Nam đã vượt qua 10 ứng cử viên đến từ các quốc gia ở châu Âu, Trung Quốc, Mỹ và Canada để xuất sắc giành giải thưởng chính, giải thưởng quan trọng nhất. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực truyền thông khí tượng. Siêu bão Haiyan tương đương với cấp bão số 5 trên Đại Tây Dương đã gây ra tình trạng được mô tả là thảm họa ở Philippines. Những trận cuồng phong đã tạo nên sóng cao tới 6 mét. Vâng, trước sức tàn phá dữ dội như vậy, khi mà so sánh với những siêu bão nhất từng xuất hiện trên trái đất trong những năm gần đây là bão Katrina và cả bão Sandy ở Mỹ, thì có thể thấy là gió của cả hai siêu bão này đều yếu hơn so với siêu bão Haiyan ở thời điểm đổ bộ. Nằm trong chiến dịch truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam, đây là một trong rất nhiều bản tin được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 vào ngày 9 tháng 11 năm ngoái, khi mà siêu bão Haiyan đã đi qua Philippines và tiến gần đến Việt Nam. Thông tin trên trang web chính thức, ban tổ chức đưa ra lời nhận xét. Những thông số của cơn bão và đường đi dự báo được đưa ra với giọng bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán. Bản tin cũng đưa được thông tin để người dân cần phải biết làm gì trước khi bão đổ bộ. Cái nhiệm vụ của chúng tôi là đưa những thông tin đó đến sâu rộng tới mọi tầng lớp khán giả để có thể mọi người cũng có cái ý thức trong việc là phòng chống trước thiên tai. Ngoài ra thì một cái thách thức đối với chúng tôi là luôn phải vận dụng sáng tạo. Chúng tôi phải thu thập kinh nghiệm từ dân gian cũng như là những cái thành quả của các nước trên thế giới để những cái thông tin cảnh báo, dự báo và hướng dẫn người dân cách phòng tránh phải thực sự là gần gũi để người dân có thể vận dụng được ngay và cứu được họ ngay. 12 giờ đêm, 1 giờ sáng, rồi 2 giờ, 3 giờ sáng. Các bản tin đặc biệt của VTV về cơn bão Haiyan vẫn đều đặn lên sóng với những hình ảnh trực tiếp do các phóng viên gửi về. Không chỉ riêng VTV, đến mỗi mùa mưa bão, người dân cả nước lại bắt gặp hình ảnh của những nhà báo, phóng viên trên khắp mọi miền xông pha đến nơi hiểm nguy. Họ, với tất cả niềm đam mê và trách nhiệm nghề nghiệp, đã cố gắng truyền tải đến khán thính giả, độc giả những thông tin diễn biến nóng hổi nhất từ thực địa. Những nỗ lực của báo chí đã góp phần không nhỏ giảm thiểu nhiều thiệt hại từ thiên tai. Mỗi khi có thiên tai sự cố lớn thì tôi thấy cái phản ứng của Truyền hình Việt Nam rất nhanh nhạy, rất kịp thời. Từ lãnh đạo đài
cho đến ban biên tập, cho đến các phóng viên. Chính cái hoạt động rồi đưa tin hình của truyền hình Việt Nam ấy đã góp phần nâng cao cái nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và của toàn dân trong tác này. Nó phản hồi, nó giúp cho lãnh đạo chỉ huy các cấp thấy được thực địa để bổ sung những quyết định trong tác chỉ đạo điều hành của mình rất kịp thời và hiệu quả. Giải thưởng của Cộng đồng Khí tượng Châu Âu được tổ chức thường niên và có uy tín trên thế giới. Hội đồng xét giải năm nay đến từ Mỹ, Canada, Hy Lạp, Séc. Và trong lần đầu tiên tham dự, Đài truyền hình Việt Nam đã giành được ngôi vị quán quân. Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 7 tháng 10 năm nay tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Là sự kiện quan trọng nằm trong chương trình hoạt động quốc gia bảo vệ và phát huy di sản ca trù, Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu kết quả bảo tồn phát huy di sản ca trù sau 5 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Diễn ra trong 4 ngày từ 26 đến 29 tháng 8, Liên hoan năm nay cho thấy nhiều tín hiệu vui và sự khởi sắc trong hoạt động bảo tồn ca trù, khi hầu hết các câu lạc bộ ca trù tham gia đều có những thế hệ ca nương, kép đàn trẻ, thậm chí rất trẻ, có thể hát, đàn, gõ phách, trình diễn những thể cách ca trù khó, điều chưa từng xuất hiện trong những kỳ liên hoan trước đây. Với hơn 300 nghệ nhân, ca nương, kép đàn đến từ 12 tỉnh thành có ca trù trên toàn quốc, Liên hoan ca trù 2014 là cuộc hội tụ đông đảo nhất, trẻ trung nhất của những cộng đồng có ca trù từ trước đến nay. Nghệ nhân già giảm xuống, thay vào đó là những gương mặt ca nương trẻ, có thể trình bày thành thục cả những thể cách ca trù khó. Tín hiệu vui này khiến cả giới chuyên môn và công chúng có thể hy vọng vào sự khởi sắc của ca trù 5 năm sau khi được UNESCO vinh danh. Ca trù đang sống dậy một cách là mãnh liệt và cứ bảo rằng là các em nó quay lưng lại với truyền thống không phải. Mình tổ chức được như thế này thì là một cái dịp để mà các cháu nó quy tụ lại. Và tôi nghĩ rằng là như thế này là cái triển vọng không những là tồn tại lâu bền mà còn phát triển nữa của ca trù. Còn quá sớm để khẳng định rằng những ca nương nhí như cô bé 6 tuổi này có thể trở thành một nghệ nhân ca trù tài sắc trong tương lai. Nhưng rõ ràng, sự yêu thích của lớp trẻ đối với một loại hình nghệ thuật dân tộc có tính hàn lâm như ca trù cho thấy sức sống và khả năng hòa nhập của di sản văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại. Con thích học ca trù bởi vì là bà con bảo cô Mận bảo con là có năng khiếu. Cuộc liên hoan này cũng là đánh dấu một cái giai đoạn mới đối với sự phục hưng của ca trù từ năm 2009 đến nay. Việt Nam đang tiến rất gần đến mục tiêu đưa ca trù từ danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp trở thành di sản đại diện của nhân loại. Sự phù hưng mạnh mẽ của loại hình nghệ thuật đã được nhiều thế hệ nghệ nhân gìn giữ hàng trăm năm qua là niềm vui không chỉ của những cộng đồng có di sản, mà còn củng cố niềm tin và sức sống bền bỉ của một báu vật văn hóa Việt, dù đã từng bị mai một nhưng không bao giờ có thể mất đi. Ẩm thực Việt Nam đang trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam bởi sự phong phú, tinh tế cũng như là truyền thống lâu đời. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, rất nhiều người Việt đã thành công khi mở nhà hàng với những món ăn thuần Việt và cũng chính vì thế mà đã có nhiều phim tài liệu nước ngoài về ẩm thực Việt Nam. Một đoàn làm phim đến từ Đại học Chulalongkorn, một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất của Thái Lan, cũng đã tới Việt Nam để thực hiện bộ phim tài liệu về nét văn hóa đặc sắc này của nước ta. Quán phở này không thuộc vào hàng nổi tiếng nhất ở Hà Nội, song nó có một điểm khác biệt với hầu hết các quán phở thủ đô. Đó là ở đây có cả một quy trình từ làm bánh phở, nấu nước dùng cho đến khi phục vụ được một bát phở hoàn chỉnh. Phở là món ăn mà bất cứ người nước ngoài nào khi tới Việt Nam đều không thể bỏ qua. Chính vì vậy, điểm dừng chân đầu tiên của đài làm phim Thái Lan khi tới Việt Nam đó là một quán phở cổ truyền tại Hà Nội. Và họ đã đến đây từ rất sớm để tìm hiểu những công đoạn để đưa một bát phở thơm ngon tới tay thực khách. Để quay được những thước phim này, đoàn làm phim Thái Lan đã đến thăm nhiều cơ sở sản xuất và quán ăn tại các tỉnh thành, cũng như nghiên cứu trên mạng Internet. Bên cạnh phở, thì các món ăn dân dã từ cua đồng cũng sẽ được chọn làm chủ đề chính cho chương trình về ẩm thực Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam có thể coi là đại diện của khu vực ASEAN, đặc biệt đã được cả thế giới biết đến. Chúng tôi thấy ẩm thực Việt Nam thứ nhất là phản ánh được người Việt Nam quan tâm đến sức khỏe, bởi vì trong món ăn có nhiều rau xanh. Thứ hai là phản ánh sự màu mỡ phì nhiều của nền nông nghiệp. Và việc người Việt thích ăn canh, phản ánh sở thích của các bạn, khiến chúng tôi thêm hiểu và thấy gần gũi với người Việt hơn.
Tôi thấy ẩm thực Việt Nam rất đa dạng, có nhiều vị và nhiều món để lựa chọn. Tôi cảm thấy thích thú khi được quay phim về ẩm thực Việt Nam. Không chỉ ẩm thực ngon miệng, mà con người Việt Nam cũng rất thân thiện và Việt Nam có nhiều phong cảnh đẹp. Ẩm thực phản ánh văn hóa và lối sống của con người trên từng vùng miền. Đây chính là nội dung xuyên suốt của chương trình ẩm thực do kênh truyền hình Đại học Chulalongkorn thực hiện. Và cũng bởi vậy, hành trình khám phá Việt Nam của đoàn làm phim Thái Lan sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi là muốn tìm hiểu và làm phim về cách đánh bắt cá của ngư dân miền biển. Và tiếp theo đó có thể là các món ăn của dân tộc thiểu số hay có thể là về chủ đề liên quan đến hoa sen. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại Việt Nam. Chúng tôi sẽ quay phim về phong cảnh thiên nhiên như cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long để quảng bá cảnh đẹp của Việt Nam đối với thế giới. Kênh truyền hình của Đại học Chulalongkorn dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2015 và được phủ sóng trên toàn Thái Lan. Loạt phim về ẩm thực Việt Nam sẽ nằm trong số những chương trình đầu tiên được phát sóng trên kênh truyền hình này. Và đúng là nếu mà đang đói, chúng ta mà đang đói bụng thì nhìn những cái hình ảnh như vừa rồi thì mới thấy là ẩm thực Việt Nam chúng ta hấp dẫn như nào, đặc biệt là món phở. Và những hình ảnh về ẩm thực Việt Nam vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube với địa chỉ là youtube.com/vtv4go. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.